Chào các bạn tin nhanh 24/7. Tin tức an ninh nổi bật nhất 24 giờ qua, ngày 29 tháng 12. 24 năm chi nã trong vỏ bọc hoàn hảo. Nhiều tội phạm trốn định chi nã chọn Tây Nguyên làm chốn náu thân. Những người che giấu thân phận bị can hàng chục năm trong những vỏ bọc không ai ngờ tới. Anh em trong đội ship bị đánh lừa vân vân. Thiếu tá Nguyễn Sơn Dương, đội phó 2, đội cảnh sát chống chi nã tội phạm BC52 công an của tỉnh Đắk Lắk cho biết. Tâm sự về vụ chi bắt Nguyễn Văn Chính, bị can đã trốn chạy Quyết Tiến ở Tuyên Quang gần 24 năm trước. Theo hồ sơ năm 1993, khi đang thụ án về tội trộm cắp tài sản, Chính đã sinh năm 1962, trú ở xã Trung Thôn, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, cùng một người khác đã cắt lưới bửu người trốn thoát. Nữ kế toán thu khống đăng ký đất đai hàng chục tỷ đồng. Nhiều trường hợp chi phí làm giả giấy tờ đất từ 700.000 đồng, nhưng kế toán trưởng chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở huyện Phú Quốc đã kê lên tới 10 triệu đồng. Trao đổi chúng tôi ngày 28 tháng 12, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, trưởng Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang cho biết, vừa đã chuyển hồ sơ liên quan đến vụ thu khống tiền sử dụng đất ở địa phương này cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang điều tra theo đúng thẩm quyền. Người bị điều tra là bà Phạm Thị Ngọc Ánh, 35 tuổi, nguyên kế toán trưởng chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở huyện Phú Quốc. Trả hồ sơ vụ trộm xe vàng gây chấn động ở Hà Nội. Ngày 27 tháng 12, Tòa án Nhân dân Hà Nội đưa ra Vũ Duy Kiên, 38 tuổi, ở Phúc La, Hà Đông ra xét xử về tội trộm cắp tài sản. Theo chi tố của Viện Kiểm soát Nhân dân cung cấp, Kiên là người duy nhất gây ra vụ trộm xe vàng gây chấn động Hà Nội hồi đầu năm. Tài liệu điều tra ban đầu cho biết, do nợ nần ngân hàng không có khả năng thanh toán, nên Kiên đã nảy ra ý định trộm cắp tài sản lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân. Được biết, cửa hàng bạc đá quý của ông Vũ Đức Phi, quận Hà Đông có rất nhiều tiền và vàng, anh ta nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, vào cuối tháng 1 năm 2015, Kiên đã qua nhà và cửa hàng của ông Phi quan sát, tìm hiểu quy luật vận chuyển tiền và vàng của chủ nhà và nhân viên. Nắm được quy luật trên, anh ta lên mạng tìm hiểu cách mở xe ô tô bằng các sợi dây đồng và đặt mua chìa khóa vạn năng để khóa xe, v.v. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share và nhấn subscribe.